cái chỗ mà nãy anh chạy qua cái khúc mà tối á, có mấy cây với cái đống gạch á. Thấy gì? Hả? Cái gì vậy? Thấy cái gì? Nguyên bóng trắng mà Việt Nam mà được má. Nguyên bóng trắng là sao? Tay liền. Chỗ nào? Bóng trắng gì ba? Qua cái trạm thu phí á, có cái đống gạch mà với cái cây. À tao biết, tao biết, nhớ rồi. Ờ. Bóng trắng hả? Không thấy à? Rõ ra gà ba. Rõ 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 ra gà. Thấy nó sợ gì ba? Sợ gì? Để đuổi cái đồ trắng mà tấp tới đây coi coi mà. Mình thấy mặt như này. Trời. Có cam mà. Có gắn cam. Ủa cam rồi. Có, tao đậu bên cuối tao quay hết mà. Quay được A đến Z luôn nè. Trời gì ghê vậy ba? Rung tay thôi, nhìn cái đó xong rung tay hết chém chạy luôn mà. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Xem Vlog, ông Phương gọi. Đi bộ lực mà ông gọi kêu mình chờ ông chút xíu rồi ông chạy lên. Ông Phương ông bị cái gì đó, ông kêu dừng lại chờ chút. Đi bộ lực mà ông làm như đi du lịch vậy á. Đi chậm chậm thôi chờ tao lên ghế. Gì ba? Bộ lực hả? Đi nha. Chết mẹ mưa rồi. Rồi bắt đầu. Vô vô vô. Mưa rồi. Đi luôn đi luôn. Đi luôn đi luôn đi, mưa lớn nó tắt. Thì thường mấy tình huống này là mình sẽ đi luôn, không có tắp vô. À đây là cái lúc mà các bạn cần lưu ý nè. Vì đồng đội thì các bạn hãy xi nhan, hãy dùng xi nhan đúng mục đích. Gặp chướng ngại vật thì phải xi nhan, ví dụ vượt trái thì phải xi nhan trái, vượt phải thì xi nhan phải. Tại đồng đội các bạn phía sau nó sẽ không thấy. An toàn là trên hết hả? Phải lưu ý nha. Hay chịu hết nổi rồi. Mấy chai chịu hết nổi rồi, cho nên là mình tấp vào mình mạo mưa. Thật ra mình cũng mướt nhẹp rồi, cho nên là tấp vào mạo mưa luôn. Mạo mưa vô. Lên nó lạnh lắm, mạo mưa vô. Ờ, không đeo mưa hả? Chủ nay thời tiết tốt đẹp. Tốt cực. Mạo mưa vô cho nó lạnh lắm. Không? Không. Không, anh đừng có lao, anh đi anh đi quần bên đó. Chú ý mình đó, chạy lắm đó, quần bên đó chạy hết trước rồi. Áo mưa đâu? Không may đem áo mưa luôn. Tụi mày sợ tao không? Chứ tao sợ tụi mày rồi đó. Đi c*** nè, đem áo mưa hết. Go, go, go. Nếu tình huống này mà ai cũng có áo mưa UGV hoặc là áo mưa bộ thì tụi mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian và thể lực của cả đoàn. Cho nên đó lý do tại sao mà khúc chút xíu nữa các bạn sẽ thấy mình bực bội ra mặt với ông Phương luôn. Mình rất là bực, bước rất là bực. Kéo thời gian và thể lực của các đoàn xuống mình rất là bực. À tình huống này các bạn có thể để cái kiến của mình. Các bạn đi phượt xa đi đoàn thì các bạn phải lưu ý nha, phải nhìn kiến. Bây giờ tình huống này ông Phương không nháy đèn liên tục á. Kêu mình tấp vô chứ không chịu hết nổi rồi. Mình tấp vô. Đó hiệu lệnh nắm cái tay lại để lên trên, đó là hiệu lệnh phía trước mình phải dừng lại. Chịu đâu có nổi. Chịu đâu có nổi. Chứ gì nữa, em nói anh sao, đã nói là mưa, nhắc mọi người đem áo mưa. Quên nhắc hả? Có nói nhưng mà không có nói. Leader như cái con... Ủa mày leader mà. Ai lead? Mày lead. Ôi. Giờ tạnh thôi đi. Sao mà tạnh được, áp thấp mà. Bán này có quạt to quá ha, má bật cái má, sắc chân cũng được luôn. Dừng xe đó mà sợ lớn vậy. Em không ngờ nó sáng gì luôn á. Ok, sau khoảng gần 1 tiếng trú mưa thì trú mưa không phải là cách, thì tụi mình quyết định đi tiếp lên đường tìm chỗ bán áo mưa để mọi người lên di linh cho nó kịp thời gian. Lúc này leader phải quan sát thật tốt để coi chỗ nào bán áo mưa thì tấp vào dừng lại cho mọi người mua áo mưa. Đó là nhiệm vụ của leader, nhiệm vụ rất là cao cả ha. Tìm đường, dẫn đường, mở đường, đó là nhiệm vụ của leader. Nhanh đi bay, mua áo mưa làm như đi siêu thị vậy. Mua đầu mua đại đi. Ơi, mua áo mưa hay đi siêu thị vậy? Không phải siêu thị, không phải siêu thị, đừng nha. Không phải siêu thị đâu. Đi mua áo mưa làm như đi siêu thị vậy. Mấy đi mua mười nửa tiếng hồ. Thôi giờ đi thẳng lên luôn, khỏi chợ ông Tính, ông Tính đi sau đi. Trời ơi mẹ. Đổ xăng cái rồi đi. Đổ hả, sao nào không đổ? Mới điểu 35 cây à. Bị gì vậy? Không, để xem đổ mất cuối cùng rồi. Không có đổ nữa đâu. Má nó chạy ngược chiều phải chạy. Mình thì không thích đua lắm nhưng mà những cái tình huống mà mới vừa ra xe thì mình hay gạ đua Phương lắm. Như tình huống này mình gạ đua ổng nè. Vô lên luôn, lên. Đẹp dễ điệu quá anh em.
FZ yếu lắm, không có tuổi gì so với GTS hết á. Bây giờ anh em mua GTS đừng mua FZ nha, lời khuyên thật lòng á. Hả? 45 cây. Cao sẵn rồi. Phải vậy chứ, đủ có tao chứ ai. Em chết, em canh rồi, mấy đường em canh. Ê, hôm nay nó xỉn không ba? Ê, dạ anh. Thôi xong rồi. Ủa anh nghỉ đâu? Nó đi nha, không có trung hậu, trung hậu, họ hè đi đâu nha. Ủa anh nghỉ đâu? Đi bỏ lại hả? Anh nghỉ cái kìa, bỏ sang kìa. Tự nhiên có anh vô ba. Đủ, anh ảnh lắm. Anh không được đâu, trong miếng công tình yêu. Nó mãi được chứ. Mày đua xe đúng không? Mày ra đây mày đua xe đúng không? Tụi mày đi đua nè, tao quay video, tao bắn tốc độ hết, tao cho phạt nguội nguyên đám luôn. Chơi mà chơi, bốn cái đèn sáng bưng trời luôn. Sáng mà, sáng không? Sáng quá rồi, sáng luôn. Em nhìn, có lúc mà xe anh chưa tới là em thấy đèn sáng rồi. Chiếc BMW, hồi nãy em đi ngang chiếc BMW, em nghĩ là chắc chiếc BMW. Thấy chiếc anh chết, chứ thấy chiếc xe anh luôn. Chứ nó xe bên rồi, BMW gì? BMW hả? Đó, cãi, cãi. Thấy chiếc xe bên rồi, trên bên không? Cãi, cãi. Mẹ cái đầu nó bự chành quanh vậy. Ok, tình huống này mình sẽ hướng dẫn các bạn vượt xe an toàn và vượt xe với tốc độ cao. Thì như các bạn thấy là mình đang đi sau một chiếc xe khách. Thật ra đi sau xe khách nó rất là khó chịu ở những cái đường ướt như vậy. Nó bắn nước á, mình rất là khó thấy. Các bạn thấy mới thấy xe bốn bánh nó nháy không? Thì cái tình huống đó tình huống mình không vượt nha. Mình vượt là rất là nguy hiểm. Thì khi mà nó không nháy nữa thì mình cảm nhìn được từ xa, mình nhìn được từ xa. Mình không thấy xe, đồng nghĩa việc mình cần phải chạy nhanh hết sức qua. Tại vì xe mình yếu quá mình không có qua phát một được. Mà mình cứ rè quá không được luôn các bạn. Thì buộc mình phải giảm ga khi mình thấy chướng ngại vật phía trước. Nếu mình qua thì rất là dễ xảy ra tai nạn ha. Bên tay phải mình nè. Đó, mình thấy chướng ngại vật thì buộc mình phải hạ ga. Rồi, tiếp tục vượt lần 2. Vượt lần 1 thất bại, vượt lần 2 thì vượt lần 2 mình vẫn không vượt được các bạn. Xe nó quá yếu mà mình thấy đường cong mình không vượt. Và khi mình thấy được đường xa rồi bắt đầu mình vượt. Mình vượt lên thì không vượt được tại mình thấy xe trước, mình sợ bị ép vào lề. Rất là nguy hiểm và tốc độ cao, thật ra mình chờ. Khi mình thấy được đằng trước không có chướng ngại vật, mình hất ga, mình tống lên luôn. Nhưng mà cũng không tống lên được vì xe yếu quá và vẫn tiếp tục có chướng ngại vật người đi đường. Mình không thể vượt những cái tình huống đó, thành ra các bạn nhìn nha. Rồi lúc này mình hơi bị tức luôn á, mình chửi thời quá trời luôn. Rồi vượt lần tiếp theo thì lần này mình có kinh nghiệm rồi, mình đi sau nó thôi. Và tới khi mình biết chắc chắn nó sẽ đi chậm thì mình bắn phép màu lên luôn. Đó là cách vượt an toàn ở tốc độ cao ha. Đó là kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ với các bạn.
đó, cái đàn của ông Phương đang đứng trong đó đó các bạn. Thấy mình chạy qua bắt đầu gọi mình lại. Thì mình có cuộc gọi là mình bắt máy liền à, mình không có đợi. Để biết đâu là những trường hợp khẩn cấp. Rồi tắp rồi. Anh Vương kêu tắp vô để gắn cái bồn cái đi tiếp. Cái lỗi phía đây anh chạy tự nhiên kêu dừng. Dừng để gắn cái bồn. Ủa Winner chịu gớt cái bồn ấy. Phải gớt bồn nữa hả? Thằng nào rớt bồn? Cái bồn la làng gì nhất á. À cái thằng la làng hả? Chạy bứt ốc luôn mà. Chạy tôi cố vô. Xe yếu quá tôi về tôi lên xăm. Xăm chín luôn. Qua wow, cái con xe du lịch được quá tức rồi chứ. Nó chạy có 100 mà tao qua được quá tao điên người luôn. Đó. Phải đó không? Phải không? Phải không phải. Phải cái rớt bô. Vô trên khắp không có đồ, không có cái đồ bắt bô vô này giữ rồi. Chưa đâu kêu nó bỏ cái xe của nó giờ nó méo rồi ba. Không bỏ cái xe bỏ cái gì không? Lại xe anh lấy bộ đồ nghề đi. Nguyên cái túi màu đỏ đó. Giữ đây, giữ đây. Giữ đây, giữ đây. Xiết như nào nó không xiết được nữa. Rồi mày mới đi được. Thôi. Đừng quá đừng rớt đi giùm con nha ông nội. Cái đèn của mày đúng không? Đèn gì? Nãy tao cũng sửa cái đèn cho mày đúng không? Đúng rồi. Mày đi tour mày đéo con ngày hả mày? À thua thiệt luôn. Cái thanh niên đi tour con ngày. Không thì anh cứ tới nơi xong rồi nhắn cho em cái vị trí đi để em tới. Đè, đang thử xe ở đây ba. Theo như vậy. Mấy thằng nhóm 3, nhóm 4 đi trước đi. Tụi mày biết hết đi. Đừng đứng qua mặt tao. Tao ghét lắm. Cho tụi mày đi trước á, đi trước đi. Thôi dẫn đàn đi bạn. Dẫn cái kéo dẫn nữa. Anh em tôn trọng nha, đừng qua mặt nói nha, qua mặt thì đá anh trai. Ủa, dèo, dèo, dèo. Đi luôn đi. Lít cái lồ như tầm này nữa. Vô em. Cái chỗ mà nãy anh chạy qua cái khúc mà tối tối á, có mấy cái cây với cái đống gạch á. Cây với đống gạch chỗ nào ta? Ngay cái chỗ cái cổng chào đúng không? Chạy gần gần. Qua chạm hú ý đúng không? Cái chạm hú ý đúng không? Tối tối á. Qua chạm hú ý là có chỗ đó tối. Thấy gì? Hả? Gì vậy? Thấy cái gì? Bóng trắng mà Việt Nam và nữ quá. Nguyên bóng trắng là sao? Chỗ nào? Bóng trắng gì ba? Qua cái chạm hú ý á, có đống gạch mà với cái cây. À tao biết nhớ rồi. Bóng trắng hả? Rồi chỗ em đứng lại thôi, nãy em đứng lại em dợi ba người luôn mà không mày thấy nói à. Nói ra gà bá. Trời nói ra gà bá, hay nó sợ gì bá. Nói gì? Để em đuổi đồ trắng mà tắm tới đây coi mà. Mình thấy mặt như này. Trời. Có cam mà. Có gắn cà. Ủa cam rồi. Có, tao đậu đến cuối tao quay hết mà. Quay được A đến Z luôn nè.
từ A đến từ bắt quang, đầu vô đèo chuối cho tới tận hết. Quay chậm nó có xuất hiện nha chứ cam không? Nè, nãy nhớ nó có cái cam mà. Mình làm đầu chồng lại có tóc nha. Rồi má, vậy tao kiếm cái sụt này kiếm mệt luôn á. Kiếm ra được cái này sụt này cũng mệt luôn á. À. Em cũng quay từ đầu đến cuối. Quay từ đèo chuối luôn, từ đầu đèo chuối cho tận. Anh nhớ cái khúc mà anh với này đi đâu em, hai thằng em. Mày nhớ khúc mà đứng cái đường này mày chạy tới chuyện đâu không? Rồi, xích vô đi, xích vô đi. Vô vô xét vô xét vô. Trời gì ghê vậy má, có không má? Chạy luôn rồi. Tới đèo có lọc chưa? Thì chưa, còn dưới đây nè. À còn qua đèo chuối rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Để biết rồi dưới. Rồi rồi giờ đủ bình tĩnh đi chạy xe nữa chưa? Hay là còn quéo vô trong rồi. Tức là vừa qua đèo chuối còn lại thì khó mà vô trong rồi. Vừa qua đèo chuối xe nữa. Rồi ok. Quay hết đúng không? Quay hết rồi, vậy vậy. Em về em kiếm này nữa coi. Rung tay thôi, nhìn cái đó xong rung tay hết chứ chạy luôn mà. Mọi người qua chỗ nãy em đứng đợi anh đó. Thấy tối thấy đường chạy em đứng lại qua vào phía tối em đứng lại. Mày thấy gì không? À không, đâu dám nhìn đâu, chỉ quyết quay lại nhìn anh thôi. Nhìn mày đi. Nhìn tao làm chi? Mày đang chạy mày nhìn tao làm chi? Mày nhìn hoài vậy? Không thấy đường chạy. Thì mày đi hay, sao tao chứ? Cái đúng mạnh luôn. Đi sao không? Thợ ma không dám đi không? Thợ ma không dám đi không? Là mày phải đi trước tao, để tao sao đèn mày đi hả? Đúng rồi. Đúng rồi, hàng chi đi đấy, nó quay lại nhìn mình hoài. Gì đâu sợ ba? Tao cũng teo lắm chứ. Thôi bây giờ đi nè, đi chưa? Thôi đi đi. Thôi tiếp tục đi, còn 30 cây nữa hả? Anh biết chỗ không? 30 cây nữa lên tới Di Linh là ổng định vị. Đi chỗ em đổ xăng đó. Thôi đi thôi. Vậy kiếm chỗ cho anh đổ xăng nó hết xăng rồi kìa. Sáng không, cái đèn mi sáng không? Nhìn bao đã. Lụm lên mày. Lụm lên. Lụm lên bỏ cho tôi. Đủ thả gác mày. Nhanh lên. Má thanh niên gì đó mà dưới thức. Bỏ cho tôi. Ừ. Kiếm con gác bỏ vô. Má lớn già đầu ý thức như què. Sợ ghê, chạy rồi không lên. Ý thức. Ê, ê, để coi cái đèn em với cái đèn anh là sao. Em có code à. Ba của em là lên ấy rồi. Em có code à. Nè code của em nè, anh tắt đi. Tắt đi. Đó, code của em nè. Ba của em nè. Chơi không? Nè. Tại em ở trên, anh pha thấp mà. Mấy anh pha đây rồi. Ba của em nè. Mà đương nhiên là không bằng em rồi. Ừ, màu trắng mà. Tại vì pha của em là hai cái chợ sáng mà. Bên rồi, chạy xíu mới tới rồi.
Ủa, ừ. Nhưng mà bốn cái tình huống mà gặp về chạy đêm á, anh chạy lên luôn, anh chạy biết lên rồi, kiếm cái sáng. Anh đang chiếu sáng cho thằng Nghị. Ý sao? Là em ở lại em chiếu sáng mà. Anh hết sáng rồi. Trời. Em cũng hết sáng. Tại em sợ cướp. Trời ơi, đụng cướp gì? Cái đám này. Nói gì ba? Hồi nãy đằng sau còn hai đứa rồi ba. Ờ, em phải tu đầu em lên đâu. Đây bên luôn anh. Ở đó thôi. Anh bơm nữa nó cũng cào ra hết rồi. Nè, vô xăng lửa dĩ vậy nè anh, 38. Thôi bây giờ đi nè, 38, 45 gì, mày đứng ngay cây xăng một phút, quỷ. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xem lớp. Hai đứa học sinh mẫu giáo đụng ta ba. Hai đứa học sinh mẫu giáo đụng ta. Cầm, tôi gọi phụ huynh lên. Cái gì đụng hai đứa học sinh mẫu giáo đụng ta. Bây giờ hai đứa học lớp 8. Nó qua đường ẩu, ông này ông chở đồ ông đụng vô phát. À, đóng vô mặt nó rồi chứ. Lúc dạ. Kéo khẩu trang xuống á. Có bạn không? Nhổ ba. Ủa mới nhổ đi ba, nhìn ghê ba. Một lồn luôn á ba, nói gì vậy? Mà nhổ không phát rồi cái đầu nó không một tóc luôn á. Rồi lé đâu? 10 giờ là cũng trễ lắm rồi. Dạ. Được 1 giờ. Cho nên ăn này xong rồi cà phê rửa xe về. Đi 200 cây số với anh để đi ăn về thôi hả? Ủa dở dạng anh nói mà chỉ để ăn xong rồi về thôi. Anh kia ăn lá é. Lá é hả? Mày đi ăn hộp le đi. 200 cây số. Tao chỉ cho cái công thức đậu gà lá é về nhà nấu mấy anh em ngồi ăn. Xong cái dán cái đề canh Di Linh đó, anh em ngồi ăn bắt đầu cái xà khói vô cho nó giống như hơi lạnh đó. Anh em mình ăn xong rồi anh em mình chạy về. Lại gỗ là lẩu gà là hộp le. Đây nè các bạn. Cái xe này của ai? Chia buồn. Mới bể đúng không? Mới bể thì tối đúng không? Đây nè các bạn. Đây là lý do tại sao mình khuyên các bạn là không nên để cái đèn ở đây các bạn. Mình đã nói rất là nhiều lần chứ không phải là bây giờ mình thấy rất là nhiều lần rồi. Theo anh, nó bị xè như cái công cái này cho về nè. Cái này đang rớt xuống cái bột vô trong cái đĩa là chết mẹ luôn á con. Ủ tả được chứ. Vé nhỏ nè, không có xiết được. Em với đem cái đồ vé kia xiết cái này nè, nhỏ. Thôi lấy đồ anh xiết vô đi chứ để vậy nguy hiểm lắm. Mà nó còn có một con à. Tháo cái dắt cắm ra. Ừ, tháo cái dắt cắm ra đi. Rồi ghé xem sớm làm cái đèn khác thôi chứ sao giờ. Mở tay chị nhanh chị. Mở tay nhanh lên mở tay. Đẹp chưa? Rồi tôi xin 50 ngàn tiền chụp về.